thế con mèo, quỳ bò, điều hòa hơi thở, chồm tới trước, hai tay chống lên sàn, cách nhau bằng chiều rộng của vai, thở ra, hóp bụng vào, lưng uốn cong, cong lưng lên càng nhiều càng tốt, cằm chạm ngực, hít vào, nở rộng ngực, ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp tục, từ từ thở ra, cúi đầu, cong lưng, hóp bụng vào và nín thở cho đến khi không thể nín được nữa. Hít vào, nở rộng ngực, lõm lưng xuống, đầu ngẩng cao. Tiếp tục làm tương tự vài lần. Mọi ý niệm tập trung vào phần sống lưng của bạn. Từ từ trở lại tư thế ban đầu, điều hòa hơi thở. Chúng ta hãy lặp lại động tác này. Tư thế bò, hai tay chống sàn, thở ra, hóp bụng vào, lưng uốn cong. Hít vào, lưng lõm xuống, mở rộng ngực, đầu ngẩng cao. Thở ra, từ từ cúi đầu, hóp bụng vào, lưng uốn cong lên. Hít vào, uốn cong lưng xuống, mở rộng ngực, ngẩng cao đầu. Từ từ trở lại tư thế ban đầu, thả lỏng cơ thể, điều hòa nhịp thở. Tư thế con mèo giúp uốn nắn xương sống, thư giãn gân cốt, ngăn ngừa chứng đau lưng, trị chứng đau thắt lưng.